Xin chào cô chú anh chị nha. Bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam đang có mặt ở khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh. Và bây giờ Tấn sẽ quay một căn nhà mặt tiền đường nhựa. Nhà này hướng chánh đông nha cô chú anh chị. Chiều ngang á 6m và chiều dài 18m. Tổng diện tích đất là 107,5m2. Ở đây là đất ở đô thị 100%. Đó, thuộc phường Ninh Thạnh của thành phố Tây Ninh nha. Thì cái đường đi vô nhà nè là chúng ta có thể đi bằng đường số 30, 32 hoặc là 34 Điện Biên Phủ là đều vô nhà được. Đầu đường ở ngoài á là cái chợ Ninh Hòa. Chỗ này cách ủy ban phường, rồi cách mấy cái trường học á có 700m thôi. Cái chỗ này á thì cách Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh là 2,5 cây và cách núi Bà Đen á là 7 cây nha. Nhà thì không có xây hết đất cô chú anh chị ơi, trừ cái hành lang nè, rộng hơn 1m luôn. Và nhà là có làm cái gác bên trên nha, trên gác là có 2 phòng ngủ, có nhà tắm toilet riêng và có cái ban công luôn. Đó, làm nhà rất là cao, xây tô xung quanh hết nha. Thì bây giờ anh Thoại chủ nhà là bán nhà đất này trọn gói luôn, cả nhà và đất nha, với giá 2 tỷ 100 triệu. Đây là mặt tiền của nhà nè cô chú anh chị ơi, cái nền nhà làm rất là cao nha. Phía trước là có đường cống thoát nước đầu sẵn rồi. Đây, hàng xóm dân cư nè, nhà quá chừng đông luôn. Đường nhựa lộ giới 10m nha, cống thoát nước làm hai bên đường luôn. Phía bên đây là đường ban 2 Điện Biên Phủ, xích tới phía trước nữa là đường 30. Đó, từ ngoài đường Điện Biên Phủ mình có thể đi vô bằng đường 30, ban 2 cũng được, hoặc là kế bên nhà nè là ngã ba với đường 34. Đó, đường 34 thì đang làm cống thoát nước, đang làm vỉa hè rồi đó. Đường có đèn đường nha. Chiều ngang 6m, chiều dài 18m, có làm cái gác bên trên cho nên cô chú anh chị thấy cái nóc nhà rất là cao. Sân thì có mấy che ra tới ngoài nha. Cái nền sân mà nó cao hơn nền đường một khúc luôn cô chú anh chị. Đây, kế bên ngã ba. Đường này là đường 34 Điện Biên Phủ nè. Từ đường Điện Biên Phủ đi vô tới đây á, là chúng ta sẽ đi ngang qua 2 ngã 4. Đó, tức là từ đây nè đi ra đường Điện Biên Phủ là khoảng 200m. Nhà nước đang làm cống thoát nước nè, và đang lát gạch vỉa hè nha cô chú anh chị. Đó, khi mà hoàn thiện sẽ rất là đẹp luôn á. Cái khúc ngoài là lát gạch vỉa hè xong rồi kìa. Đó, đi ra 200m là đường Điện Biên Phủ nha. Ở ngoài đó thì nhà lầu, biệt thự đồ rất là nhiều. Và ngay ngoài đầu đường á là cái chợ Ninh Hòa, chợ Chầm Hổm á. Quẹo trái là ủy ban phường vô Tòa Thánh, còn quẹo phải là đi lên núi Bà Đen. Đường Điện Biên Phủ ở ngoài tới 6 làn xe là đường du lịch từ Tòa Thánh đi lên núi Bà Đen á. Đây, trở lại với cái ngã tư kế bên nhà ha. Thì đường này đường thông nha cô chú anh chị, đi qua hướng bên đây là đường 36, 38, 40, 42 rồi nè. Đó, hướng núi Bà Đen là đi về hướng này nha. Kế bên ngã ba với đường 34 cho nên cái vị trí rất là dễ biết. Rồi, bây giờ vô coi nhà. Đây, phía đối diện nè, đối diện hiện tại á cũng có mấy nhà hàng xóm và khu đất trống trồng cây rồi này kia ha. Xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch thì màu hồng hết luôn nha cô chú anh chị. Khu vực này là thổ cư hết luôn á, đất ở đô thị 100%. Đó, cái nền sân nè cao hơn cái nền đường á khoảng 7-8 tấc luôn nha. Cổng nè, mái che. Bên đây là có cái cửa nhỏ này nè. Nhà xây tô xung quanh hết nha cô chú anh chị. Đây, định vị Google Map thì Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Nhà này có tổng cộng á là 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm toilet. Mặt dựng của nhà là dán gạch men nè. Cái tường bên hông cũng dán gạch men nè. Sân thì lát gạch sân vườn. Đó, cái sân khá là rộng, ô tô đậu được hết cô chú anh chị. Chiều ngang đất là 6m. Nhà xây không có hết đất, chừa ra cái hành lang bên hông nè, có lát gạch đâu. Rồi khúc sau thì có cấm trụ ranh giới đây ha. Đó, làm cái gác bên trên rất là cao, nhà xây tô xung quanh, chừa cửa sổ đồ nhiều nè. Có cái cửa bên hông nữa nè. Và trên gác thì có cái ban công ở phía sau nữa ha.
Ở trên gác á, là có hai phòng ngủ rồi có nhà tắm toilet riêng luôn. Đây, bây giờ vô coi nhà. Thì cô chú anh chị muốn mua nhà liên hệ trực tiếp gặp anh Thoại, giá bán là 2 tỷ 100 triệu. Cô chú anh chị muốn liên hệ hay muốn thương lượng giá cả gì đó thì cứ liên hệ gặp trực tiếp chủ nhà nha. Bên trong là lát gạch men 60-60 nè. Ở trên là la phong trần thả. Phòng khách thì chúng ta thấy nè, có hai cửa sổ hai bên luôn cô chú anh chị. Cửa sổ bự luôn nha, khung sắt hết nè. Cái máy che cửa sổ là lập ngói thiệt luôn á. Đó, phòng khách hai cửa sổ hai bên. Cửa sổ bên đây mở được luôn. Rồi tiếp tục vô trong nè. Nhà thì gạch men dán tường là cao 1m6 ha, la phong trần thả xuyên suốt. Ở tầng trệt là có một phòng ngủ nè. Rồi ngay chỗ này là có cửa đi ra bên hông nè. Đó, bên hông thì lát gạch kiểu gạch vỉa hè nha. Cái ban công của trên gác. Đây khu vực nhà bếp nè cô chú anh chị. Thì cái cầu thang mà đi lên gác á, ngay chỗ này nha, ngay bếp nè, đi lên nè. Ngay bếp cũng có cửa sổ luôn. Đây nhà tắm toilet của tầng trệt nha. Bồn cầu liền khói nè. Có dán gạch men, có cửa thông gió đây nè. Ở bên đây thì còn trống khá là rộng nè, có thể để máy giặt đồ ngay khúc này nha cô chú anh chị. Cái giá bên trên á là khung sắt hết nha, khung sắt bự hết nè. Rồi bây giờ Tấn quay trên gác luôn cho cô chú anh chị coi nha. Ngay bếp cũng có cửa sổ á. Đây, trên gác là lát gạch men giả gỗ nè. Có cửa sổ hai bên luôn. Rồi cái cửa đi ra nhà tắm toilet, ban công phía sau. Có gạch dán tường ha. Đó, nhiều cửa sổ lên trên gác này thì rất là thoáng luôn á cô chú anh chị. Đây, mình coi phía ngoài trước ha. Nhà tắm toilet nè, bồn cầu liền khói, gạch men dán tường nè. Hàng xóm ở phía sau á là trồng cái vườn dừa nè cô chú anh chị. Cho nên á là nhìn ở phía sau rất là mát luôn. Đó, nguyên vườn dừa ở sau ha. Ở xung quanh những cái nhà bự bự ngoài đó là quay mặt tiền ra đường Điện Biên Phủ hết á. Nhà lầu, nhà bự không à. Đây có ban công. Mình có thể để cái bộ ghế ở đây mình ngồi uống trà, uống cà phê rồi ha, cho mát ha. Và đây view núi Bà Đen nè cô chú anh chị. Đây lên núi Bà Đen á, đi cái chạy xe máy, chạy xe á là khoảng 7 cây thôi. Còn nếu mà ở đây đi thẳng lên ha, chắc cỡ chừng gần 5 cây thôi. Thấy được tượng Phật Bà, nhà ga cáp treo trên đỉnh núi luôn nha. Đó, ngồi ở đây uống cà phê ngắm cảnh đâu, không gió đâu, mát mẻ. Thì nhà cửa hàng xóm của chú anh chị thấy rất là đông luôn. Rồi thì trên gác nè, ngay chỗ này đó, chúng ta có thể xem là một cái phòng ngủ. Mình có thể ngăn vách tường ra cũng được, hoặc là khỏi ngăn để về cho nó trống cũng được. Có cầu giao điện riêng nè. Còn đây thêm một cái phòng ngủ nữa. Đó, nhà tổng cộng là 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm toilet nha. Phòng ngủ đâu là có cửa sổ hết luôn. Gạch giả gỗ nè. Giá bán là 2 tỷ 100 triệu nha cô chú anh chị. Đây để ngắm cảnh bên đây luôn nha. Nói chung là nhà hàng xóm là sang sát nha luôn. Ở đây mình nhìn ra thấy trường học ngoài kia luôn kìa. Trường học đối diện ủy ban phường á. Đó, nhìn về hướng này là nhìn về hướng Tòa Thánh luôn nè cô chú anh chị. Đây cách Tòa Thánh là 2,5 cây, cách núi Bà Đen là 7 cây. Nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây á là khoảng 80 cây nha. Bây giờ Tấn quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi nha. Sổ đứng tên anh Thoại, ngay chủ luôn. Đây, đầu tiên mình coi cái sơ đồ nè.
Đó, nhà đất này là hướng chánh đông nha. Mặt tiền á thì ở trên sổ cũ nè còn ghi là đường đất, bây giờ ra sổ mới á cập nhật lại là đường nhựa nha, 10 m. Hướng chánh đông thì chiều ngang là đúng 6 m. Đó, ở trước 6, ở sau cũng 6. Chiều dài á, một bên là 18m3, một bên là 17m59. Đất ODT tức là đất ở tại đô thị á, là 100% luôn. Đây, thửa đất 687 tờ bản đồ số 17, địa chỉ khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh. Tổng diện tích là 107,5 m² nè. Đất ở tại đô thị 100%. Ghi chú lại chữ không, tức là không có dính lộ giới gì hết nha cô chú anh chị. Tấn nhắc lại cái giá bán nha, 2 tỷ 100 triệu. Cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ trực tiếp gặp anh Thoại chủ nhà. Đây số điện thoại nè, 0878 328 068, 0878 328 068, 0878 328 068. Nếu cô chú anh chị muốn kết bạn Zalo để trao đổi á, thì kết bạn Zalo số này của anh Thoại nha, 0982 403 638, 0982 403 638, 0982 403 638 là số này có Zalo nha. Định vị Google Maps của nhà Tấn sẽ ghi cái đường link để trong phần mô tả. Quay lại cho cô chú anh chị coi cái mặt tiền cái nha. Đó, bây giờ ra sổ hồng mới thì cập nhật lại là đường nhựa 10 m. Nhà hướng chánh đông nè. Hướng đông á thì buổi sáng là nắng cái sân xíu thôi, tại vì nhà có mấy che đồ sẵn hết đây. Còn lại từ trưa tới chiều là mát mẻ nha. Đó, kế bên ngã ba với đường số 34 Điện Biên Phủ. Thì cái đường này là đang nâng cấp làm cống thoát nước, làm vỉa hè rồi nè. Còn bên đây là đường số 32, đường 30 là đường đẹp sẵn rồi. Đó, nhà cửa dân cư thì rất là đông luôn nha. Bây giờ từ ngay tòa thánh cao đài Tây Ninh, Tấn sẽ chỉ đường cho cô chú anh chị đi tới nhà đất đang cần bán nha. Đó, ngay đền thánh, nhìn ra hướng cổng chính môn nè. Thì phía bên ngoài cổng chính môn á là có siêu thị Go nha. Từ đây đi vô tới nhà là gần 3 cây nha cô chú anh chị. Ngay tòa thánh thì chúng ta sẽ đi ra cửa Hòa Viện. Cái đường nằm ngang phía ngoài nè là đường Cách Mạng Tháng 8. Quẹo phải là hướng về Bầu Năng ra tỉnh lộ 784, khu công nghiệp Chà Là. Còn quẹo trái là vô trung tâm thành phố Tây Ninh nha. Đó, quẹo trái là vô trung tâm thành phố, đi siêu thị Go, siêu thị Comac, đi Vincom rồi đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ chạy thẳng. Chạy thẳng vô cái đường rất là bự, đây là đại lộ Điện Biên Phủ. Đó, thì căn nhà đang cần bán là ngay đường 34 Điện Biên Phủ quẹo vô nha cô chú anh chị. Ở đây mình đi tới là cái đường 34 bên tay phải luôn nè. Đường Điện Biên Phủ là đường du lịch từ Tàu Thánh đi lên núi Bà Đen á. Đường rất là rộng đẹp ha. Mỗi bên có tới 3 làn xe luôn. Đó, đường này tổng cộng tới 6 làn xe cho nên Tấn gọi là đại lộ. Và cái đường này rất là thẳng luôn cô chú anh chị. Nó thẳng giống như cái đường băng sân bay vậy đó. Từ Tàu Thánh đi lên ngã ba núi nó là một cái đường thẳng thôi. Nó không có quanh cua hay là gấp khúc gì á. Nó thẳng băng luôn. Thì chúng ta sẽ đi ngang qua khu vực chợ cư trú nè, ngang qua ngã tư đường Trường Chinh nè, ngang qua ủy ban phường Ninh Thạnh, ngang qua những cái khu trường học, rồi quẹo phải vô nhà. Định vị Google Maps của nhà thì Tấn sẽ ghi cái đường link để trong phần mô tả nha. Trên đường Điện Biên Phủ này cũng khá là nhiều cây xăng á, cho nên ở đây là không sợ hết xăng nha. Chợ thì ngay chỗ này là có chợ cư trú nè, rồi xích lên là có cái chợ Ninh Thạnh, chợ Chầm Hổm á. Tòa Thánh cách núi Bà Đen á là 10 cây. Đó, từ Tòa Thánh đi tới nhà là gần 3 cây, rồi từ nhà đi lên núi là khoảng 7 cây nữa nha. Đây quẹo phải ngay chỗ này là vô chợ cư trú nè cô chú anh chị.
chợ rất là bự nha, quẹo vô cỡ 100m là tới chợ. Ngã tư đèn xanh đèn đỏ phía trước là đường Trường Chinh á, quẹo phải là hướng về Bầu Năng, tỉnh lộ B84, tỉnh lộ B81. Còn quẹo trái là vô ngay công an tỉnh, vô ngay trường cấp 3 chuyên Hoàng Lê Kha, vô sân vận động tỉnh, vô Vincom. Nói chung là quẹo trái chỗ này là vô trung tâm nè. Đó, đường Trường Chinh sắp tới sẽ được nâng cấp mở rộng nha. Tiếp tục chạy thẳng qua cầu Dường Đèo, bên phía tay trái là có nhà hàng Phước Lạc Viên. Đây, nhà hàng Phước Lạc Viên nè. Ngay chỗ này gọi là cầu Vườn Đèo nha. Có cái suối tên là suối Vườn Đèo. Rồi tới khu vực ủy ban phường. Ủy ban phường bên tay trái, còn bên tay phải là những cái trường học. Đây, ngay ủy ban phường Ninh Thạnh. Bên phải là những trường học nha. Trường cấp 1, cấp 2. Nói chung là thuộc thành phố Tây Ninh đó, cho nên là trường học được nhiều lắm cô chú anh chị. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, mẫu giáo, rồi trường cao đẳng có luôn. Tây Ninh thì có trường cao đẳng, chưa có trường đại học nha. Đây, bên trái là Thánh Thất nè. Thánh Thất Cao Đài. Bên phải là đường số 30 đây nè. Đó, mình chạy xích tới là quẹo vô đường 34 nha. Cỡ quẹo 30 hay 32 này cũng được nè. Đây, đường 32 nè. Rồi, mình sẽ quẹo ngay chỗ này. Đường 34. Đó, đường đang nâng cấp làm cống thoát nước nha. Còn bên tay trái là cái chợ Chầm Hổm nha cô chú anh chị. Đi xích tới phía trước là ngã ba núi nha. Quẹo phải là vô núi Bà Đen. Đây, cái đường 34 thì cô chú anh chị thấy nè, đang nâng cấp làm hệ thống cống thoát nước rồi nha. Cho nên Tấn sẽ quay vô cái đường khác cho cô chú anh chị dễ xem nha. Thì bây giờ ngay Thánh Thất Ninh Thạnh là bên phía tay phải nè, từ hướng Tàu Thánh đi tới á, thì bên phía tay phải là có tới 3 cái đường vô. Một cái đường là số 30 ngay chỗ Tấn đang đứng, là không bị dướng con lươn gì hết nè. Đó là mình sẽ quẹo vô đường 30 nha, hoặc là chạy xích tới vô đường 32 cũng được. Còn cái đường số 34 kế bên nhà do là đang làm cống thoát nước với là đang làm vỉa hè, cho nên là đi vô nó khó. Thì bây giờ Tấn sẽ quay vô bằng đường số 30. Vài bữa cái đường 34 ta làm xong là sẽ rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mình vô bằng đường 30, 32, 34 đều được. Tại vì đường thông hết à. Đã vô là có ngã tư liền nè. Bây giờ ở đây nhà nước đã lên nhựa hết luôn cô chú anh chị ơi. Rất là đẹp ha. Cái đường 32 á, song song với cái đường này nè, là nhà nước cũng mới vừa làm vỉa hè đồ xong. Qua thêm cái ngã tư nữa nè. Đó, tới phía trước thì mình rẽ trái nè. Nói chung là cái khúc này nhà nước đang nâng cấp làm vỉa hè, làm cống thoát nước rồi hoàn thiện. Khi mà làm xong sẽ rất là đẹp nha. Đây, cái đường số 32 Điện Biên Phủ nè. Để Tấn chậm chậm lại quay cho cô chú anh chị coi. Đó, nhà nước đã vừa làm xong vỉa hè và hệ thống cống thoát nước. Khi cái đường số 34 làm xong thì sẽ đẹp giống như vậy nha cô chú anh chị. Đó, nhìn rất là gọn gàng nha. Đây, căn nhà đang cần bán bên tay trái nè. Đây, căn nhà có cái cổng đẹp đẹp đây ha. 2 tỷ 100 triệu nha. Rồi, kế bên cái ngã tư đường 34 đang làm. Đó, đang làm thì bên thi công người ta để vật liệu xây dựng đây nè, nó bừa bộn vậy đó, đi vô thì nó hơi khó. Khi làm xong thì sẽ đẹp giống như đường 32 lúc nãy nha cô chú anh chị ơi. Đầu đường là cái chợ Chầm Hổm á. Để Tấn chạy xích tới cho cô chú anh chị coi đường liên thông nè. Định vị Google Maps của nhà Tấn sử dụng cái đường link để trong phần mô tả nha cô chú anh chị ơi. Cái đường này là 36 nè cô chú anh chị. Thì 36 cũng đang làm cống thoát nước luôn, đang làm vỉa hè luôn.
đó. Cho nên là từ ngoài đường Điện Biên Phủ đi vô bằng đường 36 cũng được luôn nha, nó thông vô tới đây luôn. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.